Dương vừa lên đây. Xong là con em họ nhà anh sang chơi thế anh bảo là nếu mà Thủy lên đây tìm thì em có bảo em người yêu anh em đuổi cổ ấy cho anh. Vậy à? Ừ. Thế là biện nhau cãi nhau rồi kia là anh bảo người yêu tao đây. Anh về đi. Cãi nhau à? Ờ. Cũng đang kiểu vậy mà anh bảo em gái à. Mà anh có em gái em không biết. Cái đấy nó đi học trên Hà Nội. Lâu lâu nó mới về mà. Thế là nhờ nó qua chắc là nó về trong đợt này nó về quê nó muốn xin việc quê làm chưa xin được. Mới ra trường xong anh bảo thì nó bảo có gì thì cho em làm với anh bảo về đây chăn bò cho anh. Thế là hôm qua nó lên nó ra đây tối qua ăn cơm đây này xong rồi anh bảo nó là nếu mà có ai vào đây mà tìm hỏi anh là em cứ bảo là em là người yêu anh để cho Thủy nó tự ái này để thử tự ái nó bỏ về chứ không anh bực mình nó thực ra là anh vẫn thương nó ấy, nhưng mà cái để cho nó vậy cho nó biết nó kiểu trước giờ nó cứ kiểu là thấy mình nuông chiều nó trong là buông xong rồi bắt đầu là nó buông thả qua mà làm vậy chắc tức lắm chả tức cơ mà nó vác cả gậy nó định vào nó đánh cả anh rồi đánh cả con... mà sao lại biết không phải anh nhưng đi ấy mà lại tao ở nhà mà thì... lúc ấy nó đi chỉ là cứ đi vậy nó biết đâu chắc cứ đi lang thang lên xem chắc lâu lâu lại nhớ nhà lên xem chắc lại kiểu vậy này bù sảng người anh làm vậy cho tức luôn đúng không tức tao đúng. Làm vậy cho tức cho lên và xem vậy cho tức tao làm vậy cho tức để mà tự ái mà bỏ đi Đông ơi chưa vâng. Đang cho con bò ăn ôi sao cây này cho đào lên hết rồi anh đang bán à bán cây này á ừ đang bán bớt nó đi người ta mua về làm cây cảnh à ừ mua về làm cây cảnh à cây kiểu trồng trong nhà này cây cảnh với cây kiểu cây bóng mát cây đô thị ấy. Có 1 triệu một cây to này một gì á nhỉ ra thực ra người ta mua về người ta phải mất công đánh công chở xong rồi đi trồng cho khách nữa cơ mà mình chỉ bán mỗi cây thôi mà thôi vườn nhà mình nó cũng dày cây ấy dày ấy bán bớt đi tỉa bớt bác đi vào Nam nhỉ bác đi rồi bác anh cho đi rồi anh cho ra sân bay đi rồi chắc vào đấy 1-2 tuần thì về mấy hôm em đi làm nên là cũng không lên được cái này người ta đánh người không đấy cái này người ta đánh quen người ta đánh để lại một cái rễ kìa đó làm quen rồi hả anh bán tỉa mà tỉa bán tỉa vợ đi còn nếu mà nhờ nhà ai mà thích mua lẻ hay cái này là người ta mua buôn còn người nào thích mua lẻ khách quen đây thì vào đây mình bán người hoa không hoa chỉ đến mùa hoa đang mùa hoa nhưng mà đánh xong nó sẽ rút hết không còn hoa dụng hết mình đánh tưa ra đây kia còn được khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 khoảng hơn chục cây nữa hơn chục cây vẫn còn nhiều còn hơn chục cây rồi bán đi anh bảo anh đi nước ngoài đợt này chị Thiếu có lên tìm không Dương vừa lên đây xong là con em họ nhà anh sang chơi thế anh bảo là nếu mà Thủy lên đây tìm thì em có bảo em người yêu anh em đuổi cổ ấy cho anh vậy à ừ. Thế là biện nhau cãi nhau rồi kia là anh bảo người yêu tao đây anh về đi cãi nhau à ờ cũng đang kiểu vậy mà anh bảo em gái à. Mà anh có em gái em không biết cái đấy nó đi học trên Hà Nội lâu lâu nó mới về mà thế là nhờ nó qua chắc là nó về trong đợt này nó về quê nó muốn xin việc quê làm chưa xin được mới ra trường xong anh bảo thì nó bảo có gì cho em làm với anh bảo về đây chăn bò cho anh thế là hôm qua nó lên nó ra đây tối qua ăn cơm đây này xong rồi anh bảo nó là nếu mà có ai vào đây mà tìm hỏi anh là em cứ bảo là em là người yêu anh để cho Thủy nó tự ái này để thử tự ái nó bỏ về chứ không anh bực mình nó thực ra là anh vẫn thương nó ấy, nhưng mà cái để cho nó vậy cho nó biết nó kiểu trước giờ nó cứ kiểu là thấy mình nuông chiều nó trong là buông xong rồi bắt đầu là nó buông thả qua mà làm vậy chắc tức lắm chả tức cơ mà nó vác cả gậy nó định vào nó đánh cả anh rồi đánh cả con mà sao lại biết không phải anh nhưng đi ấy mà lại tao ở nhà mà lúc ấy nó đi chỉ là cứ đi vậy nó biết đâu chắc cứ đi lang thang lên xem chắc lâu lâu lại nhớ nhà lên xem chắc lại kiểu vậy này bù sảng người anh làm vậy cho tức luôn đúng không tức tao làm vậy cho tức cho lên và xem vậy cho tức tao làm vậy cho tức để mà tự ái mà bỏ đi luôn coi đợt này lại thấy
lên gặp anh vậy thì lại lên thường xuyên đấy, lên xem có bắt gặp xem có con nào không ấy. Ừ. Cháu gì cháu vậy? Vậy hôm qua cho lên vậy cho nhìn thấy mà mắt thấy luôn, sôi máu luôn. Đấy, đừng tưởng là. Ta yeah, kia còn sang cái đống gỗ bên cạnh kia còn rút một cái gậy vào để định đem cơ mà ấy rồi. Em nhìn thấy kiểu người vậy em biết rồi. Đánh ghen, đánh gủng các kiểu, bướng lắm. Nhìn kiểu vậy là biết. Ta chọc cho tức luôn, ta chọc cho tức, mẹ tức lòi mắt ta luôn. Vậy em biết là mẹ đây không phải là bực. Không có ai đúng không? Đã bao nhiêu lần mẹ, mình đã gọi là gọi mình đã nhún đi rồi, mình thương nó rồi. Nhưng người nó nhưng cháo bực. Thế là nhờ nói đi mày, đâu thì cãi đấy. Nhưng mà mẹ có cô em gái của anh liền ừ lại hợp luôn, đúng lúc luôn. Vậy anh bảo thôi ở đây ăn cơm xong rồi mày ở nhà coi nhà cho anh, ở nhà coi nhà cho anh, nhưng mà thấy hôm kia lên thì đuổi nó về cho anh, cứ nói vậy đó. Vậy là tự tức về mà sau lúc sau nó gặp nó phi vào nó thấy cả anh gần đấy đứng với nhau, anh bảo thế mày đi về đi, tao người yêu tao đấy, tao sắp cưới đấy. Nó chọc cho nổ con người luôn. Vậy về là em gái chị Hà Nội về ừ có chồng chưa hả? Có chồng chưa? Chưa chưa ừ. Chơi chồng nào tao gọi xuống đây ăn cơm thì gọi xuống đây hôm sau gọi xuống đây ăn cơm để tối hôm sau kiếm gì ăn cơm gọi xuống ăn cơm xem hay là làm muối cho em. Thì đây quan trọng là từ hôm sau tao dẫn nó xuống ăn cơm nhau, xong rồi chúng mày làm quen lê la sao thì việc chúng mày xem thế nào được không bây giờ. Thôi thì ấy là khổ con gái người ta. Thôi thì cứ từ lúc đó cái việc đấy tính sau. Đi đi vào đi, anh vào cắm chung. Đây. Ấn vào đây. Này cho khoảng 3 thìa vào. Đây mọi người nhá, mình xin giới thiệu mọi người đây là cái sản phẩm muối ngâm chân thảo dược mọi người nhá. Công dụng của muối ngâm chân thảo dược này là trị hôi chân này, đau nhức xương khớp này, mất ngủ này, tê bì chân tay này. Đấy, lạnh chân tay khó ngủ vào mùa đông này. Thì mọi người nên sử dụng cái sản phẩm muối ngâm chân này mọi người nhé. Muối ngâm chân này được làm hoàn toàn 100% từ tự nhiên nhé. Muối biển, muối khoáng này và các cái thành phần cây thuốc nam mọi người, cây thuốc nam mọi người nhé, đã được trộn vào đây rồi nhé. Đấy mọi người hòa với nước ấm như này mọi người ngâm nhé. Đây mẹ ngâm đi. Ngâm 30 phút trước khi đi ngủ mọi người nhé. Đấy nó sẽ đào thải độc tố trong người ra. Những người nào mà nhất những người nào mà bị hôi chân ấy thì ngâm cái này cam kết 100% là khỏi nhá, không khỏi em đền tiền mọi người nhá. Đấy. Ngâm cái này mẹ thấy dễ ngủ lắm. Đỡ giúp chân dễ ngủ. Thì sản phẩm này thì nó đào thải được độc tố đó mẹ hiểu chưa? Ừ. Đấy. Cô chú anh chị ai mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại Zalo của em nhá, 0386 613 135. Đấy, đây là sản phẩm muối ngâm chân thảo dược mọi người nhá. Đây mình đang cho mẹ mình ngâm thử. Đây. Tối nào mẹ cũng lấy mẹ ngâm. Đấy, cách ngâm cái sản phẩm này như vậy mọi người nhá. Còn kèm theo đó thì em vẫn bán cái sản phẩm mật ong nhung hiêu mọi người nhá. Mật ong nhung hiêu này thì cái công dụng của nó là bồi bổ cơ thể mọi người nhá. Đấy. Tăng sức đề kháng này, rồi là tăng cân này, hỗ trợ còi xương chậm lớn cho trẻ em này. Còn đối với những người trưởng thành thì là uống để bồi bổ cơ thể này, bổ máu này, tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột này. Đấy, mọi người mua thì liên hệ trực tiếp với em Tâm để em Tâm tư vấn nhá.